trời thật vạt nắng khiến áng tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chiều. Tâm hồn em phiêu xa theo áng mây bên. Trời thật vạt nắng khiến áng tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chiều. Là với channel mình ha. Thì hôm nay đây là xe mình, nhưng mà hôm nay mình không quay xe mình nữa. Thì mình đang ở nhà một người bạn, thì anh ấy cũng chơi series chúng mình á. Anh này ở Cần Thơ, thì hôm nay mình sẽ show cái version của anh ấy cho các bạn xem nha. Thì anh em thấy hay thì cứ có thể dọn theo. Một số đồ chơi trang bị căn bản của anh ấy thì mình sẽ nói chi tiết cho các anh em trong cái video này ha. Rồi, đi qua chiếc xe đó. Ở đây là Sirius dọn full Spark Nano phòng, nhưng mà dàn áo thì đi tìm Stylist 2015 nha các bạn. Đây, anh nhìn qua một vòng ha. Rồi có xe chạy tới, các bạn đợi tí nha. Rồi đầu tiên bị trước xuống đi. Thì ở trên xe vẫn sử dụng kính Spark Nano ha. Đầu xe Hello giống mình thôi, có đề mi, đèn led nè. Đèn led này mỗi lần bên mình bán nè. Thì bây giờ mình ngừng kinh doanh ha. Thì anh ấy lúc đó ủng hộ bên mình, bạn mình mà. Ở trước thì full gỗ Spark Nano ha. Đây là gỗ Spark Nano đời đầu nha các bạn. Anh ấy mua trước mình á, anh ấy mua vào những năm 2012-13 vậy á. Đây cũng có logo Titanium. Rồi giỏ Michelin City Gold giống mình luôn ha. Dạ. Thời thắng Vin đánh bóng sờ này thôi. Phần này là có bao tay thắng mod. Đồng hồ xe Hello nè. Giống của mình thì anh ấy đổi lại với người ta, hoặc là bình thường ha. Bên trái này thì nó sẽ có cái cùm Jupiter. Cùm này có đặc điểm là nó có đèn nha các bạn. Đó, cầm này thấy không? Giờ ban đêm nó sẽ cháy đèn. Nó cháy đèn giữa nút xi nhan nè. Mình che lại cho các bạn thấy. Thấy không? Nút cốt pha đều có đèn màu xanh ha. Đây, đây cũng cháy đèn nè. Đèn led màu xanh nó nằm ở trong cái cụm đó các bạn. Đây nè, mình có nhìn thấy nè. Khá là hay, của Jupiter. Rồi, đây thật là ổ khóa Exeter 2010. Một mình đã có video hướng dẫn cách gắn này ha. Rồi về phần phía sau đi, thì xe được trang bị một cái để cái yên gọt giống mình. Yên này gọt bên các bạn có thể liên hệ là yên xe Gia Bảo ở Vĩnh Long, yên xe Hoàng Thuyền hoặc là yên xe Phương Nam ở dưới Sài Gòn nha. Mình không có quảng cáo cả hết á. Thì những cái nơi này gọt uy tín đẹp thì mình chia sẻ cho anh em thôi. Đây là cảng này, rất nhiều anh em hỏi là cảng gì nè. Một số anh em chưa biết thì mình giới thiệu là đây là cảng Spark Nano ha. Gắn vào New Zealand. Đây. Bắt 4 ốc New Zealand, không có đục khoét chế cháo gì hết. Đây lại. Đó, New Zealand. Xe cũng có trang bị mở yên điện của mình luôn nè. Đó, yên mở ra. Không, y chang của mình. Những cái gì mình có nâng cấp thì anh này nâng cấp hết. Xe vẫn có trang bị laptop F1. Ok. Rồi. Dàn chân thì anh này cũng trang bị phục Gaxin Boy Air Series giống mình ha. Rồi đó là ảnh với mình mua một cặp đó. Thì hai người sơn lại thôi. Ảnh sơn màu đen, mình thì sơn màu đỏ. Mình đã có cái video giới thiệu về cặp phục nè. Thì anh em chưa có xem qua thì có thể theo dõi ở cái trong cái kênh của mình ha. Vào kênh mình phần video, anh em bấm vào xem. Rồi, sẽ được thêm một cái gác vào đạp Spark Nano nè. Vào đạp này ở version trước của mình đã có show với anh em ha. Ngoài ra thì xe này được sơn dàn chân bạc nha anh em. Dàn chân bạc gom lốc nè. Là của Nguyễn Nhật Hào á các bạn. Thì các bạn có muốn biết anh này thì anh này có một cái channel YouTube tên là Hào GC Vlog á, chuyên sơn sơn bạc thấy không, gấp này sơn bóng. Rồi đây là dàn chân thì gồm có
các chân gập gù xếp của Jupiter MX209, cần đạp của Jupiter MX209 luôn, là Corbo Edge 2010 gắn Seagate, Corbo Inox 304. Mọi lúc trước mình bán dần ngưng kinh doanh này ha, là bộ Edge 2010 đập thùng ốp Spark Nano. Còn ngoài ra trang bị đặc đẹp nhất trên chiếc xe này là mâm gắt Sinboy 8 cây ha. Thì một thời nó sốt lên đó, nó đổi giá lên đến 2 triệu mấy 3 triệu, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ còn có khoảng 2 triệu à. Là các bạn thấy gắn được cái cặp mâm gắt Sinboy 8 cây bản trước để sau đùm nè, dành cho Seagate nè, rồi Michelin City Duo. Thì cặp này các bạn full vỏ gột thì ra khoảng hơn 3 triệu tí. Rồi xe này là xe Seagate phiên bản 2009, dọn lại ha các bạn. Đó. Đẹp. Vỏ phụ trước cũng được anh ấy sơn bạc lại ha. Mang máy Sinboy 8 cây, rất là đẹp. Rồi video ngắn giới thiệu về chiếc Yamaha Seagate dọn phong cách đơn giản mà chất của bạn mình đến đây là kết thúc ha. Các bạn thấy hay đừng nhấn like, share, bấm subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Rồi mình xin cảm ơn.